con nuôi Hồ Văn Cường vào viện thăm Phi Nhung sau ca phẫu thuật gấp vì bệnh trở nặng. Một tháng qua, Hồ Văn Cường không sử dụng mạng xã hội hay ra ca khúc mới. Ca sĩ Phi Nhung vẫn đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn một tháng qua, các con nuôi của nữ ca sĩ như Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung v.v. liên tục cầu nguyện cho mẹ sớm bình phục. Tuy nhiên Hồ Văn Cường, con nuôi nổi tiếng và được giọng ca Bông Điên Điển yêu thương lại không có bất cứ động thái nào. Trên trang fanpage và Facebook cá nhân của Hồ Văn Cường suốt một tháng qua cũng không có bài đăng hay cập nhật nào mới. Điều này càng khiến cho khán giả thắc mắc lý do vì sao quán quân thần tượng âm nhạc nhì 2016 lại im hơi lặng tiếng. Mới đây, đại diện ca sĩ Phi Nhung đưa ra câu trả lời về việc Hồ Văn Cường im lặng khi mẹ nuôi Phi Nhung lâm bệnh nặng. Về Hồ Văn Cường, cũng đừng trách cứ em ấy làm gì. Tính Cường nào giờ rất thụ động, ít thể hiện cảm xúc trên Facebook lắm. Bởi thế nên Cường mới dễ bị người khác dụ dỗ. Đó là điểm mạnh, cũng là điểm yếu của Cường. Đại diện Phi Nhung cho hay, cũng dịp này, người đại diện cảnh báo đến khán giả nên cẩn trọng những thông tin sai lệch về sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung đang lan truyền trên các trang mạng xã hội. Phi Nhung là một ngôi sao hạng A, luôn có ekip và những người đại diện phát ngôn. Một lần nữa, mong mỏi yêu cầu mọi người có lòng tự trọng, không thay mặt lên tiếng những nguồn tin không kiểm chứng, người đại diện của nữ ca sĩ thẳng thắn cho hay. Trước đó Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung vướng vào nhiều ồn ào. Thông qua tin nhắn giữa Hồ Văn Cường với một fan, khán giả hoài nghi nam ca sĩ bị mẹ nuôi bóc lột, giữ hết cát xê sau nhiều năm đi hát. Ngay sau đó Hồ Văn Cường cùng bố mẹ ruột đã lên tiếng phủ nhận mọi thông tin tiêu cực liên quan đến mẹ nuôi Hồ Văn Cường và cho rằng mình bị người khác lôi kéo, kích động làm việc xấu. Bố của Hồ Văn Cường cũng chủ động liên lạc với khán giả nhắn tin cùng con trai nhưng không nhận được phản hồi. Về phía mẹ Hồ Văn Cường, bà cho biết từ khi lên Sài Gòn sinh sống cùng Phi Nhung thì mọi việc vẫn rất tốt đẹp, vui vẻ, đôi bên chưa từng xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào.